Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tạ Trung, xin kính chào quý khán giả của SBTN trên toàn Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đây là cái chương trình Election 2020 do chúng tôi thực hiện vào ngày thứ ba và thứ năm. Đây là một cái diễn đàn dành riêng cho những cái người mà có cái tiếng nói, muốn nói lên những cái tiếng nói để mà chống lại những cái sự không công bình, để đòi lại những cái quyền công bình bác ái cho những cái người mà tất cả mọi người sắc dân mà trong vòng 4 năm qua thì chúng ta đã thấy đã không có được cái sự gọi là tôn trọng cũng như là tạo một cái sự phân hóa rất là lớn trong cộng đồng chúng ta. Thì đó là cái lý do chúng tôi trong ngày thứ ba và thứ năm quý vị, trong chương trình này chúng tôi sẽ mời những cái người trong cộng đồng chúng ta, những cái người có lương tâm, những cái người có tâm huyết muốn làm lại tốt cho cái đất nước Hoa Kỳ. Thì cũng trong cái tinh thần đó, ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến một chị, tức là chị Nguyễn Minh Hà đến đây để mà tâm tình cùng quý vị trong cái chương trình gọi là ngày hôm nay. Xin mời cô Minh Hà gửi lời chào quý khán giả. Dạ, tôi là Minh Hà Nguyễn, xin kính chào quý vị khán giả đài SBTN và chào anh Trung, và cảm ơn đài SBTN đã cho tôi lên để đại diện các bạn nói lên tiếng nói chống Trump của chúng tôi. Dạ vâng, thì cũng tiếp lời cô Minh Hà, thì sở dĩ mà chúng tôi mời cô Minh Hà ở đây đó là trong ngày gần đây quý vị có lẽ trên YouTube hoặc là những cái mạng mà social media, quý vị cũng theo dõi một cái video clip gọi là câu chuyện 50 người phụ nữ gốc Việt chống Trump. Thì quý vị có thể nhìn thấy trên màn ảnh, đây là chúng tôi sẽ play lại một phần nào, nhưng mà quý vị có thể lên YouTube để mà search cái chương trình này. Tại vì đây là một cái chương trình chúng tôi nghĩ rất là chúng ta cần phải lắng nghe, vừa có những cái lời tâm tình của 50 người phụ nữ hầu hết trong các tiểu bang trên Hoa Kỳ của chúng ta. Và đặc biệt là có những phần music chúng tôi nghĩ rằng họ làm rất là công phu. Xin hỏi một cái câu hỏi cô đầu tiên là cô Minh Hà, cái chương trình này gồm ai thực hiện vậy cô Minh Hà? Dạ, đây là chương trình do anh Việt Nguyễn, Minh Hà Nguyễn và Vivian Lê thực hiện. Thì anh Việt Nguyễn là kỹ sư điện, anh làm việc ở một hãng high-tech ở vùng Bay Area. Còn Minh Hà làm việc trong ngành Human Services, làm counselor. Còn Vivian là senior accountant cho một hãng lớn ở Newport Beach. Dạ vâng, rất là cảm ơn Minh Hà đã cho giới thiệu là ba cái người đã thực hiện cái video này. Như quý vị thấy nhìn trên cái màn ảnh đó, cái này không những một người, hai người mà 50 người phụ nữ gốc Việt. Thì đấy là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rất là ngạc nhiên. Tại vì quý vị cũng biết là chúng ta cũng biết thường thường những người phụ nữ Việt Nam thường thường họ rất là tránh né trong cái vấn đề mà tham gia vấn đề chính trị, mà đặc biệt là nói lên cái tiếng nói của những cái vấn đề mà chống một cái vị lãnh đạo, một cái chính quyền hay là một chính sách. Thì đó là cái điều mà càng gọi là phải nói là càng chúng ta càng ít thấy hơn nữa. Nhưng mà có lẽ vì những cái sự mà gọi là phẫn nộ trong vòng 4 năm qua, hay là những sự bất bình trong vòng 4 năm qua, thì đây là cái lý do 50 người phụ nữ này đã giống lên cái tiếng nói của mình để mà kêu gọi những người cộng đồng trong chúng ta, đánh thức những người trong cộng đồng chúng ta vào ngày tháng 11 này, để mà chúng ta phải tạo lại một cái đất nước Hoa Kỳ tốt đẹp hơn, đi bầu cho những cái người mà gọi là ứng cử viên đã làm tốt cho cộng đồng chúng ta, làm tốt cho đất nước Hoa Kỳ chúng ta, và cũng như là đoàn kết lại cho Hoa Kỳ chúng ta. Thì trở lại cái vấn đề video clip đang play trên trước mặt sân khấu đó, trên cái màn ảnh đó Minh Hà, cái nguyên nhân nào mà thúc đẩy ba người cũng như là 50 cô trên toàn Hoa Kỳ này nọ đã nói lên cái tiếng nói của mình? Xin mời Minh Hà. Dạ, thì anh Trung nói đúng là trước khi Trump lên làm tổng thống thì Minh Hà cũng như phần lớn các chị em ở trong 50 chị em này là mình không có thích nói bàn về chuyện chính trị hay gì. Nhưng mà vì những cái chuyện Trump làm cho chị em chúng tôi phẫn nộ, và trong vòng 4 năm nay thì đã lên tiếng chống Trump gần như là mỗi ngày. Thì đến nay thì anh Việt có ý làm cái slideshow này, và Minh Hà mới Vivian mới hợp tác với anh Việt, thì kêu gọi được 50 chị gần như ở khắp nước Mỹ hợp lại để mà làm, để mà đưa ra để cho mọi người thấy là có cộng đồng Việt chống Trump hiện diện, để cho chứ không phải là chỉ có cộng đồng Việt Nam, không phải là chỉ theo Trump, mà có một cộng đồng Việt chống Trump cũng rất là mạnh đang hiện diện. Thưa Minh Hà, tại vì chắc có lẽ là quý vị cũng nhìn thấy trên màn ảnh 50 người có 50 cái ý kiến chống Trump khác nhau. Nhưng mà chúng tôi muốn ở đây đó, chúng tôi có lẽ là nhờ Minh Hà thâu tóm lại những cái tiêu biểu nào, những cái mục, những cái điểm chính nào
và 50 người trong cái 50 cô gọi là trong cái video clip này đã nói lên, thì chắc có lẽ mời Minh Hà đưa ra những cái điểm chính, những cái điểm tiêu biểu nhất tại sao trong Trump. Dạ, thì Minh Hà có đọc qua hết 50 political statement của 50 chị em, thì có 7 điểm chính đó, mà chị em chúng tôi chống Trump á. Thứ nhất là Trump là một người gian dối, chuyên nói láo, nói không có đúng sự thật. Và cái đó là có fact check, có check đàng hoàng, tức là giống như vừa rồi cái đại hội đảng Cộng hòa vừa rồi thì fact check nói ra là Trump nói láo tới 21 lần. Và trong năm 2020 này á, thì trung bình là mỗi ngày Trump nói láo 23,3 lần. Cho nên là nói láo rồi nói qua nói lại, nên là chúng tôi không có chấp nhận chuyện đó được. Thứ nhì là Trump không có tôn trọng phụ nữ. Trump có những cái lời phát biểu coi thường phụ nữ, và cái đời sống tình cảm của Trump thì lăng nhăng đủ thứ. Và ngay cả cái cuộc chiến của Việt Nam Cộng Hòa là coi là thiêng liêng đối với chúng ta, nhưng mà Trump dám so sánh cái đời sống tình trường của Trump với lại cuộc chiến Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là cái đó là điểm thứ nhì. Điểm thứ ba đó, Trump là một người vô trách nhiệm. Trump là người đứng đầu đất nước, mà khi mà cái nạn dịch xảy ra thì trước đó thì thời của Tổng thống Obama đã lập ra một đội gọi là Pandemic Response, thì Trump đã giải tán cái đội đó. Nhưng đến khi hỏi lại thì Trump nói là I don't take responsibility at all. Trump không có nhận trách nhiệm. Thì cũng như là trong một cái gia đình mà có chuyện gì xảy ra mà cái người cha, người đàn ông trong gia đình đó đứng ra nói tôi không có nhận trách nhiệm gì hết, thì cái người đó không có xứng đáng để làm cha, làm cái người đàn ông trong gia đình. Thì Trump cũng vậy, không xứng đáng để làm một người lãnh đạo đứng đầu tổng đất nước mà nói là không nhận trách nhiệm gì hết. Điểm thứ tư á, là chúng tôi thấy là Trump là một người vô cảm, ích kỷ, chỉ lo đến danh tiếng của mình thôi. Trump là coi như là bị cái chứng là narcissistic, ái kỷ, chỉ thương mình. Khi Trump phát biểu thì quý vị có thể để ý Trump nói cái gì hồi cũng vòng vòng là me thôi, là nói tốt cho ông thôi, còn không có thật sự quan tâm, không có thật sự thương dân. Khi mà được phỏng vấn hỏi là có quá nhiều người chết vì bệnh COVID-19 thì Trump nói it is what it is, tức là chuyện đó là vậy thôi, phải ráng chịu thôi, mình không có làm gì được, không có thấy tỏ ra thương yêu dân, thương cảm cho dân gì hết. Đó là điểm thứ tư. Điểm thứ năm đó là Trump chuyên muốn cắt giảm những cái phúc lợi xã hội của người già, của những người thua thiệt, cần cần phúc lợi xã hội trong trong xã hội, thì Trump thường hay tìm cách để cắt giảm bớt. Và điểm thứ năm đó, điểm thứ sáu đó là Trump là một người kỳ thị. Vì chúng ta thấy những cái hội mà KKK, là những cái người mà white racist, thì họ là theo Trump, tất cả những người đó là theo Trump hết. Những cái người da trắng thượng đẳng đó thì họ đều theo Trump, và Trump đối xử tệ với những người di dân, thường muốn ra những cái chính sách để trục xuất di dân. Và điểm thứ bảy, điểm chót nữa là Trump không có kiến thức về khoa học, coi như là dốt về khoa học. Và khi mà Trump đi học đó thì Trump cũng dốt đến nỗi mà cháu gái của Trump viết ra, bà Mary Trump á, viết ra là nói là Trump còn phải mướn người ta đi thi SAT giùm nữa. Cho nên Trump không có kiến thức, và giống như là ông không có tin vào các nhà khoa học hay là climate change, biến đổi khí hậu gì. Khi mà tiểu bang California bị cháy như vậy thì ông nói là mình phải quét sạch lá rừng, cháy như vậy là tại vì lá rừng chứ không phải là vì biến đổi khí hậu. Nên chúng tôi không có phục và không thể nào chấp nhận một người như vậy làm tổng thống của chúng tôi. Dạ vâng, rất là cảm ơn cô Minh Hà đã đại diện cho 50 người phụ nữ gốc Việt.
trên hầu hết trong các tiểu bang của Hoa Kỳ để mà đến đây mình để chia sẻ. Thì chúng ta cũng thấy thế này quý vị, có lẽ là còn có nhiều vấn đề hơn nữa, còn có nhiều vấn đề mà những cái người phụ nữ, 50 người phụ nữ này muốn chia sẻ cái lý do tại sao họ chống đối Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà tại vì cái thời giờ không cho phép, cũng như là quý vị cũng có thể không đọc kỹ hết trên cái vấn đề trên cái màn ảnh được, tại vì cái màn ảnh rất là nhỏ. Cho nên nếu quý vị muốn nghe theo dõi một cách tường tận về những cái video clip này, quý vị có thể lên YouTube. Là chúng tôi được biết là các anh chị cũng đã bắt đầu bỏ trên YouTube rồi, thì quý vị cứ search trong cái đó thì quý vị sẽ nghe lại tất cả, và quý vị có thể play lại tất cả từng người một, họ cho biết cái lý do tại sao họ chống đối Tổng thống Donald Trump. Và như Minh Hà cũng vừa nói là chỉ gom lại tất cả là 7 cái ý chính, 7 cái lý do chính mà tất cả những cái người này đã cùng đồng thuận với nhau là đó là những cái điều mà phải chống Tổng thống Donald Trump. Thì một lần nữa thì chúng tôi mong rằng quý vị cũng nên theo dõi lên cái video YouTube để mà research cái này, tại vì cái đây là một cái chúng tôi thấy là cái video clip này làm rất là công phu, và chúng tôi thấy những cái điệu nhạc cũng như là cái cách trình bày của các anh chị kỹ thuật rất là cao. Thì cho nên chúng tôi mong rằng quý vị lên để mà nghe, để mà nhận định được cái quan điểm của mình. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại sau phần quảng cáo. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Như phần đầu thì chúng tôi cũng đã cùng tâm tình với lại cô Minh Hà Nguyễn đến đây để mà chia sẻ với chúng ta về cái video clip về cái câu chuyện 50 người phụ nữ gốc Việt chống Trump. Kính thưa quý vị, và trong những 50 người này có mỗi người có một ý kiến lý do tại sao chống Trump, nhưng mà cô Minh Hà đã thu tóm lại có 7 điểm chung với nhau để mà cái lý do tại sao 50 người phụ nữ này đã chống Trump. Thì bây giờ anh Trung muốn trở lại cái vấn đề lúc nãy là cái lý do đã chống Trump rồi, nhưng mà chúng tôi cũng được biết là 50 người này cũng đã đồng thuận với nhau, đồng ý với nhau sẽ là tháng 11 này sẽ bầu cho cái liên danh Biden và Kamala Harris. Thì nhân đây là chúng tôi muốn hỏi cô Minh Hà, có lẽ là cũng đại diện cho cái nhóm luôn, là những cái lý do nào, những cái cơ duyên nào, những cái lý do nào mà tại sao là cái nhóm 50 người này dĩ nhiên là chống Trump, nhưng mà tại sao lại bầu trong Joe Biden cũng như Kamala Harris? Xin mời Minh Hà. Dạ, thì chúng tôi 50 người đều đồng ý và là sẽ bầu cho Biden và Harris, và cũng vận động mọi người cùng bầu cho Biden và Harris. Là có nhiều lý do, nhưng mà again Minh Hà tóm tắt lại là 7 điểm chính. Và chúng tôi cũng như nhiều người khác thì bầu cho Biden vì chúng tôi không thích Trump, nhưng mà đó không phải là lý do duy nhất, mà chúng tôi cũng rất là thích Biden vì những điểm như sau đây. Thứ nhất á, là Biden á, rất là quan tâm cho dân chúng. Biden thật sự thương dân. Khi chúng ta nghe ông những cái bài phát biểu của ông thì chúng ta có thể thấy được là ông thương dân, ông lo lắng cho từng người dân, từng chi tiết nhỏ trong đời sống của người dân. Thứ nhì đó là ông empathy, ông có đồng cảm với dân chúng, vì cái cuộc đời của ông thì ông đã trải qua nhiều cái nỗi khổ đau và nhiều khó khăn, cho nên một người như vậy thì rất là hiểu cho những cái đau khổ và khó khăn của dân chúng. Cho nên là ông rất là đồng cảm, và ông cố gắng tìm mọi cách để mà đề phòng, để ngăn ngừa cho mình không có bị phải trải qua những đau khổ khó khăn gì. Và thứ ba đó là ông không phải là người gian dối, lật lọng nói rồi đi nói lại giống như Trump. Khi ông có thể là ông không có hoàn hảo, đôi khi đó bị việc khi lúc nhỏ thì ông có bị stutter, tức là ông có bị cà lăm, thì ông đã cố gắng để mà khắc phục được cái tật đó. Nên khi mà ông nói chuyện thì nhiều khi ông cũng bị
một vài cái ông quên hay ông bị một vài cái lỗi gì, nhưng mà ông không phải là người gian dối, ông nói thật. Cái đó là chúng tôi cần ở một người tổng thống, chứ không phải là một người tổng thống chỉ cố gắng nói gian nói dối để mà mị dân. Và cái thứ tư đó là ông cố gắng liên kết tất cả mọi người, như là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, hay là tất cả dân từ mọi sắc dân, trắng đen vàng đỏ, ông liên kết tất cả mọi người. Chứ ông không phải như Trump mà cứ chia rẽ. Nói Trump là tổng thống mà Trump cứ nói là blue state thì vậy, không có good như vậy, hay là democrat thì không good như thế nào. Trong khi đó chúng tôi là có là democrat hay gì thì chúng tôi cũng vẫn là dân chúng của Trump, nhưng mà Trump lúc nào cũng muốn chia rẽ như vậy. Còn Biden thì là người muốn liên kết tất cả mọi người để mà xây dựng đất nước. Cái thứ năm đó là ông xuất thân từ giới trung lưu, cha mẹ của ông và ông là xuất thân từ giới trung lưu, và ông tay trắng làm nên, nên là ông rất hiểu đời sống của dân chúng giới trung lưu và những người nghèo hơn, thì ông sẽ ra những cái chính sách để mà giúp đỡ những người dân trung lưu và những người dân nghèo, như là bảo hiểm sức khỏe thì ông sẽ cải thiện hơn, ông sẽ giữ lại Affordable Care Act và sẽ cải thiện, và ông sẽ về education, vì vợ của ông là Dr. Jill Biden thì bà là một nhà giáo dục, bà là một giáo sư, và hai vợ chồng rất quan tâm tới vấn đề giáo dục, cho nên là ông sẽ cải thiện ngay các chương trình giáo dục. Cụ thể như là những người mà sinh viên, những sinh viên thì sẽ được giảm tiền học hoặc là có thể được học miễn phí, hay là ông sẽ cho ra những cái bé nhỏ preschool thì ông rất là muốn sẽ làm cho tất cả bé, các bé preschool được đi học miễn phí. Một điểm nữa là ông sẽ đem đất nước Mỹ trở lại vị trí đại cường quốc chung với lại các nước tự do Tây Âu. Ông sẽ trở lại, ông sẽ gia nhập trở lại WHO, chứ không phải như Trump là đã tách ra khỏi những đó, hay là gia nhập lại những cái tổ chức của các nước Tây Âu tự do khác. Ông nói là khi mà ông lên thì ông sẽ tuyên bố liền là we are back. Vì không có mình không có chia rẽ với những cái quốc gia khác. Và điểm thứ thứ bảy đó, điểm chính chót đó là ông có kiến thức khoa học và ông cũng tin tưởng vào những nhà khoa học. Ông tin tưởng vào climate change, ông sẽ ra những chương trình để mà giúp đỡ cái để cải thiện cái sự biến đổi khí hậu, ngăn ngừa những cái thiên tai mỗi năm. Và ông sẽ tin vào các nhà khoa học, chứ không phải là nói ngược lại hay là nói những điều phản khoa học. Thì chúng tôi thấy ông rất xứng đáng để làm tổng thống của đất nước Mỹ. Dạ vâng, chúng tôi rất là cảm ơn Minh Hà đã đại diện cho 50 người phụ nữ trong cái video clip để nói lên cái lý do tại sao là tóm tắt lại những cái lý do tại sao là ủng hộ liên danh Joe Biden và Kamala Harris. Thì chúng ta cũng biết rằng là quý vị cũng biết là trong 4 năm vừa qua đó, cái đất nước chúng ta phân hóa rất là nhiều. Dưới cái thời kỳ của Tổng thống Donald Trump, cũng như là Minh Hà vừa trình bày, cũng như là 50 người phụ nữ quý vị thấy là vừa trình bày, đã tạo sự cái phân hóa, đã tạo sự gọi là phải nói là cái sự kỳ thị giữa những sắc dân này với sắc dân khác. Đó là cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận được. Và đó là cái điều mà vào tháng 11 này chúng ta phải chọn một cái người để mà đoàn kết lại cái đất nước Hoa Kỳ chúng ta. Đó là cái lý do mà tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Joe Biden, Uniting America, tức là đoàn kết cái người Hoa Kỳ lại. Và dĩ nhiên là trong cái tinh thần của bao nhiêu năm nay, gần 40 năm ông phục vụ trong lập pháp cũng như là hành pháp, thì ông đã chứng tỏ chúng ta rằng ông là cái người quan tâm đến tranh đấu cho những cái thành phần mà gọi là phải nói là những cái phần bất công bằng. Và ông sẽ united, sẽ đoàn kết lại tất cả mọi giới phía, bất kỳ là Cộng hòa, Dân chủ. Tại vì đất nước này là đất nước của Hoa Kỳ, Cộng hòa hay là Dân chủ, chúng ta vẫn là người dân Hoa Kỳ. Người Tổng thống phải luôn luôn
coi tất cả mọi người dân Hoa Kỳ là cái người mà luôn luôn phải bảo vệ cho họ, chứ không phải là tôi là đảng Dân Chủ là tôi chỉ lo cho người đảng Dân Chủ, hoặc là Cộng Hòa chỉ lo Cộng Hòa, giống như Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump là thành phần thượng đẳng, cho nên chỉ lo về những cái người mà da trắng mà thôi. Cái đó là không thể chấp nhận được. Thì vào tháng 11 này chúng ta phải chọn một cái người nào đoàn kết lại đất nước, một cái người nào hàn gắn lại những cái sự đổ vỡ trong vòng 4 năm qua, một cái người nào mà có kinh nghiệm để đưa lại cái nền kinh tế chúng ta hồi phục lại. Tại vì quý vị cũng biết là Tổng thống Obama cũng như là Phó Tổng thống Joe Biden đã đưa cái đất nước chúng ta từ cái thời kỳ đại suy thoái trong 8 năm từ năm 2009 cho đến 2016, đưa đến một cái, phải nói là một cái nền kinh tế rất là hùng cường và để lại một cái di sản rất là tốt cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà trong vòng 4 năm qua quý vị cũng thấy cái nền kinh tế nó bây giờ nó đi xuống rất là sâu, có nghĩa là rất là trầm trọng. Dĩ nhiên là vấn đề do cái vấn đề gọi là pandemic, vấn đề gọi là đại dịch. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ nếu mà có một người tổng thống như hoặc là tổng thống Joe Biden hay là một tổng thống Dân Chủ thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không chết 200.000 người đâu quý vị. Tại vì họ là những người lắng nghe cái tiếng nói của những cái nhà khoa học, những cái nhà chuyên gia về y tế. Họ đang ngăn chặn được vấn đề đại dịch này thì nó sẽ không có cái tình trạng là đã tới 200.000 người Mỹ phải chết, rồi gần 7 triệu người phải bị mắc bệnh. Và cái có lẽ là nếu mà một tổng thống Dân Chủ cái tình hình kinh tế này chúng ta có thể là gần như được hồi phục. Thì phải nói là chúng tôi rất là cảm ơn cô Minh Hà cũng như là 10 người phụ nữ đã có cái can đảm giống lên cái tiếng nói để mà đánh thức đi những cái tiếng nói, những cái thành phần trong cộng đồng chúng ta. Quý vị biết rằng tháng 11 này cái cuộc bầu cử rất là quan trọng. Chúng ta phải chọn những cái người nào xứng đáng, những cái người nào mà hàn gắn lại cho đất nước, những cái người nào mà hồi phục lại cái đất nước Hoa Kỳ, một cái nền kinh tế vững mạnh, cũng như là tạo lại cái sự công bình bác ái trong xã hội, cũng như là đem lại những cái sự mà phải nói là cái sự mà quý mến của tất cả những cái quốc gia trên thế giới. Họ nhìn chúng ta lại một lần nữa như trước đây, trước 4 năm trước thời kỳ Tổng thống Donald Trump. Chúng ta sẽ không bị gọi là cô đơn. Chúng ta sẽ có những cái đồng minh luôn luôn lúc nào bên cạnh chúng ta. Đó là những cái điều mà chúng tôi nghĩ quý vị cần phải thận trọng khi mà quý vị vote vào tháng 11 này. Thì chắc có lẽ Minh Hà cũng như là đại diện cho một số anh em coi lại dựa vào những cái này, có những cái điều gì muốn tâm tình muốn gửi quý khán giả chúng ta một lần nữa trước khi mà chúng ta có thể là chia tay. Xin mời Minh Hà. Dạ, thì bây giờ Minh Hà xin có một vài lời chốt với quý vị khán giả. Thì trước tiên cho Minh Hà xin được cảm ơn các bạn em Thái Trâm cùng với Minh Hà. Trong vòng gần 4 năm trời nay là chúng tôi đã cùng với nhau coi như là chiến đấu, không phải là vì chính trị hay gì mà vì cái vì cho sự thật, cho chính nghĩa, cho một đất nước Mỹ tốt đẹp hơn. Và nhiều khi chúng tôi cũng bị nhục mạ, bị chụp mũ là cộng sản hay tàu cộng, nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục. Thì xin các bạn hãy, 4 năm nay mình đã làm nhiều thì bây giờ chỉ còn 1 tháng nữa, các bạn hãy làm nhiều hơn nữa, cố gắng làm hết mức để mà còn 1 tháng nữa thôi mình phải lấy lại đất nước Mỹ tươi đẹp trở lại của mình. Còn với đối với những người quý vị cử tri mà trung lập hay là quý vị theo Trump thì những điều Minh Hà và anh Trung nói nãy giờ thì mong là cũng có thể lay chuyển được quý vị phần nào. Và nếu không á, thì xin quý vị cũng xin nghĩ đến lợi ích của chính quý vị và chính gia đình quý vị. Vì Minh Hà biết có những người có cha mẹ, có ông bà cao niên, hay là chính những quý vị đó là những người cao niên đang sống nhờ vào những phúc lợi xã hội, nhưng lại cứ theo Tổng thống Trump, không biết tại sao lại như vậy. Thì 4 năm nữa nếu ông mà lên được, ông sẽ không có ông sẽ mạnh tay cắt giảm những cái phúc lợi của quý vị đang được hưởng. Và ai thì cũng có con cháu, thì cái chương trình của Biden là rất là có lợi cho con cháu của quý vị, những người mà sắp đi học lên đại học. Biden đã nói là những gia đình nào mà có thu nhập dưới 125.000 một năm thì sẽ được học các đại học tiểu bang miễn phí. Và có những cái bé cháu nhỏ của quý vị thì ngày xưa Minh Hà đóng tiền cho con của Minh Hà đi học các trường preschool rất là mắc tiền, thì bây giờ Biden và Dr. Jill Biden sẽ làm thành một chương trình miễn phí cho toàn thể tất cả các bé nhỏ được đi học preschool miễn phí.
Thì nếu các bạn quý vị không có nghĩ đến được những điều nào khác hơn thì cũng xin hãy nghĩ đến lợi ích của chính mình, chính gia đình của mình, chính con cháu cha mẹ của mình. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả của đài SVTN và cảm ơn anh Trung và đài SVTN. Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn Minh Hà đã đại diện 50 người phụ nữ rất là can đảm đã nói lên tiếng nói của mình. Thì chúng tôi hy vọng rằng đây là những cái tiếng nói không phải là 50 người phụ nữ, mà có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ nghe nhiều tiếng nói, những cái tiếng nói lương tâm để mà nói lên, kêu gọi lại quý vị tỉnh thức lại để mà quý vị đi bầu vào tháng 11 này. Một lần nữa chúng tôi phải nói là rất là ngã mũ, cảm phục cái sự can đảm của 5 người phụ nữ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị lần sau.